tất cả mọi người. Tối nay tụi mình sẽ làm đại tiệc bánh tráng Abi theo yêu cầu của tất cả mọi người đây. Và chị Dung đã mua rất là nhiều thứ ở đây rồi. Thưa ơi, đây là các bạn, đây là có rất là nhiều bánh tráng luôn. Đây, chị Dung đã chuẩn bị sẵn một bia đá rất là ngon để mình uống Coca-Cola này mọi người. Chị nãy giờ anh địa là anh địa này trước rồi đó. Cái gì vậy anh? Anh đưa lên cho các bạn xem nha. Khô gà sấy. Còn Hiến Thư là Hiến Thư, nãy giờ Hiến Thư địa cái cơm cháy nhất rồi đó nha. Hồi nãy giờ nó tin đợi cái này trước luôn rồi đó. Cái này là cái gì vậy? Bánh tráng trứng muối. Chung là trong này chị Nhung thấy là cái nào cũng ngon hết. Và các bạn muốn là chị Nhung mua hết menu của bánh tráng AB, nên là chị Nhung mua về hết luôn mọi người ơi. Chị Nhung sẽ ăn cái bánh tráng tỏi nha. Thơm quá mấy bạn ơi. Giống khô gà nó chanh hả? Nhưng mà anh biết cái này để ăn gì không? Để người ta ăn kèm chung với bánh tráng chứ không phải ăn không gì đâu. Ôi hả? Đúng rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, rất là nhiều trà bông luôn. Mình rất là siêu thích trà bông ở trên cơm trái luôn các bạn. Ê, nhưng ăn là gì nổi mụn ha Thiên Tư. Đúng rồi. Giọng ngon luôn các bạn. Cái này á ăn hơi tức tại vì nó có 1 miếng à. Nguyên bịch gì mà có 1 miếng hả? Trời đất ơi, cho chị nhiều miếng này. Nhưng mà đừng có ăn hết nha, tại vì cái này nhiều lắm nên là mình cứ thử từng miếng từng miếng. Một tay cơm trái, một tay gà khô. Cái cơm trái này nó không có cay như mấy cái loại cơm trái ở ngoài nha. Gà cơm trái nó nghe không có hôi dầu. Thành nguyên nó gan á. Nó gan là không? Nó rang hả? Nó rõ. Gan là không có được. Mọi người ơi, cái này là Suri ăn không có được. Còn đây chơi vui thôi nha. Ủa sao nó lại bị bánh tráng mới vừa ăn cơm trái à? Nó rõ mất cười. Ê, mình ăn cái bánh tráng súp me này đi mọi người. Ok ok, mở ra chà. Má ơi, nó ngon quá mấy bạn. Bánh tráng trắng, bánh tráng trắng. Được không? Chị gọi luôn mấy bạn ơi. Đúng rồi đó. Trời ơi, ở trong này nó có me. Trời ơi, Thiên Thư nguyên cục me luôn Thiên Thư. Trời ơi, mọi người ơi, giống như me nấu canh chua vậy đó. Trời ơi, giờ mình sẽ đổ vô, mình đổ vô. Đây, đây là cái nước sốt nè. Này ăn cẩn thận lắm á, chứ nếu không là chắc nó đổ ra. Ồ, cái này là cái gì vậy ta? Hình như nước đường, nước đường. Đúng rồi mọi người ơi, cái này là nước đường. Trời ơi, ngon ghê, ngon quá. Bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này của mình lên. Ủa ê, có nghe nè, có bỏ nước vô không vậy? Sao chị hay thấy ít quá vậy? Không, nó vậy thôi hả? Ừ. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Đâu đâu, đọc kỹ coi. Dùng ăn liền cho nước đường, đậu phộng, ớt bột, hành phi, nước tinh khiết coi. Nước tới chưa? Chị Dung là nói là đúng rồi. Không có nước thì chắc là chấm nguyên cục me lên ăn không á. Để nó xin ra mở được cái này rồi nha. À, cái này là cái gì con? Da heo lắc sốt. Ồ, cái này được à, cái này là ba phong khoái à nha. Ăn cái này là bao mập nha ba phong. Đây, để em phải lắc lên đã, anh hiểu không? Người ta kêu lắc nè, đó, người ta cho mình nè ha. Đây là một bịch tôm. Rồi, cho vô đây hết luôn. Sút lắc. Các bạn ơi, cuối cùng thì cái hỗn hợp này của mình đã trộn xong rồi. Rất là ngon luôn. Sao nhưng mà nãy giờ thì cái da heo sốt lắc của chị Nhung vẫn chưa xong. Bây giờ mới cắt được cái miệng thôi. Nhung không biết này là cái hỗn hợp gì luôn á. Trời ngon quá à, mặn mặn ngọt ngọt nha. Nhưng mà cũng hơi cay cay đó con. Lắc. Bây giờ mình sẽ chấm ăn thử nha các bạn. Trời ơi. Và cuối cùng lắc xong mới thấy là trong này còn một cái bịch mỡ hạt nữa. Lắc xong mới thấy là bịch hành phi nữa mọi người ơi. Rồi, Nhung cho vô luôn, ngon ngon. Nói tiếng nào vậy, coi miếng coi. Cái người quay nó bị lỗ lắm mọi người ơi. Ngon không các bạn? Ngon lắm, hai đứa nào. Thì miếng coi. Cho hai miếng đi em. Cái chua chua mà nó ngon lắm mấy bạn ơi. Phòng tự cuốn luôn. Mọi người xinh lắm. Vô, ngon hay không là vô hơi sốt đúng không? Đúng. Trời má. Cắn rồi rớt nguyên cái răng ra. Dịp ngon răng mà. Ây da. Ờ. Anh Phong ăn có tầm nhất nách là có thiệt cái nhất nách luôn, nhất nách luôn. Nhất rúng. Cái bánh tráng sốt me rất là ngon nha mọi người. Chua chua, ngọt ngọt. Ăn là ghiền. Bây giờ chị Nhung sẽ thử đến cái da heo lắc sốt. Đây. Trời ơi. Ăn nó mập lắm nha chị Nhung. Giòn rụng luôn nha. Ăn cũng rất là bắt luôn nha mọi người. Cái này á, mà mình mua về, mình đang xem TV, mình ngồi mình ăn là bao phê. Trời ơi. Anh ơi, bây giờ nó đập một bánh rồi. Quá, bà nhiêu đó không à. Cái này chị Dung nghĩ là tỏi nè, hồi nãy là hành phi, còn đây là tỏi. Chị Thiên Thư ăn thử miếng nha, để chị Hai làm đầy đủ cho em. Chùa ơn. Giòn không giòn? Còn lú quá. Đâu lú. Đâu Thiên Thư thử ra đi mình. Từ Thiên Thư cắn từ từ nhẹ nhàng nha em. Không ngon hả?
ngon quá. Ngon. Mình lắc đầu nghĩa là ngon. À tại vì cái loại này là cái da heo xích lắc nên phải lắc đầu ngay trước khi ăn. Phải, các bạn không biết đó, con su đẻ ngược. Ta ngon là nó gật đầu, còn nó ngon là nó lắc đầu. Bỏ qua vụ này đi, bây giờ mình tìm bánh tráng mình ăn thôi. À trời ơi các bạn ơi, chị Nhung có mua da cá hoàng kim luôn mà chị Nhung không biết. Da heo xong tới da cá. Em cũng chưa biết cái da cá hoàng kim nó là sao luôn á. Đây nè, lấy cho nó hết, hiểu chưa? Anh Phong rất kỹ tính. Trời ơi đúng da cá luôn anh ơi, đúng da cá luôn. Trời đất ơi, chị Nhung vô chị Nhung nhúng nước một cái xong nó xèo lại vô đây nè Thiên Thư. Thì nó không có được mà. Chị Nhung ăn mềm. Nó ngon. Giờ anh Phong hiểu sao người ta sốt cá hoàng kim rồi. Ăn sốt cá hoàng kim như là xim xăm vậy đó. Trời, mở ra xinh xăm. Ôi trời ơi. Lâu quá anh Phong. Trời ơi. Trời đất ơi. Anh Phong lắc ngon quá mọi người ơi. Anh hai làm vậy nó mới ghê á. Trời, miếng ngon nhất luôn. Ngon. Trời ơi, ngon cực kỳ ngon. Miếng ngon nhất luôn á. Sao chị hai khô quá vậy? Ừ, trời nó ngon mà nó giòn. Em bảo đảm anh không thích ăn cá nhưng mà anh ăn cái da cá hoàng kim anh sẽ thích. Ăn da cá mập rồi mẹ. Mập, da cá là cũng ngon rồi. Bắt đầu nhất rồi em. Nhất rồi đó, ngon quá nhất rồi đó. À, su, em khùng quá su. Ngon ngon ngọt ngọt du du. Các bạn ơi mình sẽ ăn thử cái bánh tráng trứng muối này nha. Hồi nãy đi mở ra mà mình chưa ăn thử. Đúng rồi, ăn cái này là phải ăn nhiều vậy nó mới ngon. Ngon quá. Anh như anh Phong cũng thích trứng muối đúng không? Ngon quá. Nhung thấy đặc biệt á, những cái loại bánh tráng của Abi á nha, người ta cắt cái sợi nhỏ 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 như thế này nè, rất là dễ ăn luôn. Sao vậy? Đau chân hả anh? Nhức gối luôn. Không nghĩ ăn hết cái đống bánh tráng này chắc hết ngủ luôn. Mai đi không được nhất luôn. Nhức quá, nhức quá. Nhức toàn thân luôn. Không quá mặn lắm. Thơm mùi trứng muối nha mọi người, rất là ngon luôn. Và có kèm khô gà nữa, ăn sẽ không bao giờ bị ngán. Khô gà. Cái này có luôn. Đã mua. Nếu như bạn nào thích ăn trứng muối thì nên mua cái loại bánh tráng này nha. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ review cho các bạn tới cái bánh tráng khoai môn nè. Ủa, cái mùi khoai môn luôn á. Nhúng trà sữa khoai môn không? Hay quá, sâu lạ quá ta. À nhưng mà cái bánh tráng này thì chị Nhung thấy là người ta cắt kiểu vuông vuông này mọi người. Thiên Hưng á thì không có thảo cái mùi khoai môn nó ngon lắm các bạn. Ngon thiệt luôn á, ăn thử đi. Nó dẻo nữa. Nãy giờ ăn rất là nhiều loại bánh tráng nhưng mà cái loại bánh tráng này là Suri ăn được nha Suri. Ngon lắm con gái. Tại nó dẻo. Trời dẻo mà thơm ngon. Ngọt, thơm. Ủa thơm quá à. Thơm quá à. Sau khi mà ăn cái bánh tráng khoai môn Thiên Thư khui xong thì bây giờ chị Nhung phát hiện ra là có bánh tráng sô-cô-la nữa mọi người ơi. Bây giờ chị Nhung cũng sẽ mở thử coi. Chị Nhung nghĩ là bảo đảm ăn cái này nó sẽ ngọt, tại vì nó có sô-cô-la và thơm nha. Trời đất ơi, đúng luôn mọi người ơi. Một hệ của em nó. Nhưng mà cái này là củ sô-cô-la bột thôi, giống như Milo vậy đó. Ngon. Rất là thơm, mùi giống như sữa Milo vậy đó. Có nghĩa là cái bánh tráng này là hệ là bánh tráng ngọt, là khoai môn với lại sô-cô-la. Chị Hai nghĩ vị em thích nè. Dẻo dẻo. Dẻo dẻo hả? Không thì ra cái này nó cũng ngon nhưng mà tại em không thích. Tại hồi nãy ăn cái này nó ngán quá. Tại nó nghiêng về bánh tráng ngọt cho nên ăn nhiều nó bị ngán. Vậy là bánh tráng ngọt là gu của chị Nhung. Tại vì chị Nhung rất thích ăn ngọt. Chị Nhung mua hết menu luôn mà chị Nhung không coi trong nó là cái gì luôn các em. Bây giờ thì đây là bánh tráng trà xanh. Thấy ra nhìn cái hệ giống giống như là cái khoai môn. Chú cha này ngon nha. Tại cái này nó không có ngọt nè. Nhận xem mà làm đẹp quá ha. Ừ. Cắt này cắt máy quá. Cắt máy dẻo, tẩm vô mịn ghê. Ngon quá à. Nó không có ngọt. Không ngon em. Ngon. Em thử miếng. Trời ăn vô thiệt á, đúng là nghe mùi trà xanh không? Ngon vậy? Ngon. Nhưng mà cái loại này nó không có ngọt giống như là cái sô-cô-la với lại khoai môn thôi. Đúng rồi, nó hơi lạ. Nhưng mà lạ miệng lắm nha mọi người. Mình sẽ ăn cái chương trình gì đây? Sắp tới. Trời ơi, bảo đảm cái này là thiệt thích. Cái này mình khoái nè các bạn, này mình khoái nè các bạn. Bánh tráng sắp tới cây nha mọi người. Trời ơi, nguyên một cái bánh tráng luôn. Cái bánh tráng này là người ta nói là không có cần sơ chế gì luôn, để về ăn luôn mấy bạn. Vậy là đổ vô thôi hả? Ừ, đổ vô thôi. Wow. Nói mấy bạn ơi, ngon nhất. Giờ còn nhất gì nữa ta? Điểm nhất rồi. Trời, công nhận cái mỏ nó nhọn dễ sợ luôn. Vậy mà anh nói mình. Em, đi luôn. Đi gieo. Sao kỳ vậy? Nó ngon. Các em thấy không? Hai anh em nhà này hà giống nhau y chang luôn á. Nãy giờ anh Phong hơi bị buồn á, nghĩa là cái gì biết không? Phong nhai nó muốn rớt hàm răng luôn. Mẹ ơi cho ăn nha kìa. Trời ơi ngon không? Chị Nhung là không ăn cay được nên là chị Nhung sẽ ăn cái bánh tráng phô mai nha mọi người. Thử coi nó như thế nào nha. Cũng quên nói cho mọi người biết luôn. Mọi người có biết là chị Nhung mua bánh tráng AB này ở đâu không? Đây là bánh tráng AB của một bạn fan. Chị Nhung ủng hộ bạn bằng cách là mua hết menu luôn, làm đại tiệc cho mọi người xem đó. Rồi mọi người ơi, nó phủ hết tất cả những cái phô mai ở trên bề mặt luôn nè.
ngon quá. Tao Su ăn là giống như ăn bánh gạo phô mai hay sao? Tiếp theo là bánh chén pizza mọi người ơi. Chắc ở đây là có vị pizza ở đây rồi. Cái bánh chén này nó còn có nửa bịch thôi. Tại hồi nãy á, lúc mà Thiên Thư về Thiên Thư đói bụng quá nên là Thiên Thư ăn hết nửa bịch. Ngon em? Ngon. Bây giờ chị Nhung sẽ thử nha. Nhung chén cái muối. Ừ. Rồi. Tao không hiểu cái thể loại của bánh tráng Abi à. Cái này ủng hộ của nó nè các em. Là sao? Phô mai đi chung lại bông, sô cô la với lại trà xanh. Thể loại giống nhau lắm. Vậy là giống nhau, có nghĩa là các bạn nào mà hảo vị ngọt á nên chọn một trong bốn cái này. Nhung thấy là loại ngọt thì chị Nhung thích thôi, nhưng mà không biết là các bạn như thế nào. Tôi thích món phô mai cũng được. Con thích nhất là trà xanh. À, nó nghe nè, cái này ngon lắm nha. Cực kỳ ngon luôn á. Ở trong này nó pizza mà chị Nhung thấy là có gà xé nè, có vị tôm nè, rất là nhiều loại luôn. Dạ, anh Phong sẽ lột tới bánh chén rong biển nướng hải sản. Anh ơi, nào phải bánh chén, nó chỉ là rong biển thôi. Trời ơi, anh Phong bị loạn rồi, loạn thị rồi. Đây, chị Nhung sẽ mở đến cái bánh chén tỏi thơm lừng. Đây, các em coi nè. Nó có gì trong đó hả? Tỏi, ớt. Bây giờ là bánh chén tỏi đây mọi người. Ở trong này tỏi không luôn. Hôm nay là cái thị thường không có hảo lắm á các bạn. Không có rong biển hả? Ở trong này chúng thấy là có muối, có hành phi thôi á. Với bánh chén cắt trộn hơn mà nó ngon, ơi là ngon. Cái vị này y chang là bánh chén ở nhà Dung tự trộn vậy á. Đây, bánh chén màu tím nha mọi người. Mình thấy cái bánh chén mà nó ngon nhất là bánh chén sa tế các bạn. Cay okay, không em? Lấy giờ chưa có gì qua bánh chén sa tế chưa? Dù là ăn bánh chén sa tế mà uống biết bao nhiêu nước ngọt rồi, hết nước ngọt luôn rồi. Nhưng mà vẫn thích bánh chén sa tế. Chị Nhung lại thích bánh chén tỏi nha. Dễ ăn lắm mà kiểu nó gần gũi với mình á. Nếu như mà ở nhà mình tự làm bánh chén tỏi mình vẫn ăn được bình thường. Y chang cái mùi vị gì luôn. Chỉ cần muối Tây Ninh nè, tỏi nè, hành phi nè và bánh chén cắt nhỏ ra là y chang luôn. Mà anh Phong thích gì? Em thấy anh khoái phô gà á nha. Nếu mà gọi là bánh tráng á là có hai cái, bánh tráng tỏi là cái bánh tráng trứng muối. Ăn này phải vậy mới ngon nè. Ngon. Cái này rong biển này chị Nhung nghĩ là người ta không có chiên hay cái gì hết trơn á. Ta để không mà ta trộn. Ừ đúng rồi, người ta trộn vô thôi à. Nên là nhiều khi ăn cái vị nó hơi khó ăn, không có giòn á. Đúng rồi, cũng thấy vậy. Chứ nếu mà cái này mà người ta chiên lên thì sẽ rất là ngon nha. Chưa bao giờ ăn bánh tráng mà tới no luôn. Em cũng chưa bao giờ ăn bánh tráng mà no luôn. Và không biết nãy giờ mọi người thấy gia đình tụi chị ăn á thì cái loại bánh tráng nào là mọi người thích nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nha. Còn đối với cảm nhận của chị anh Phong và Thiên Thư thì mỗi người mỗi vị nên là không ai giống ai hết trơn á. Trời đất ơi, em đang kết thúc mà anh vẫn ngồi ăn luôn á ha. Ok, vậy là video theo yêu cầu của tất cả mọi người đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên đem một cái like, share và subscribe để ủng hộ gia đình của chị ra thêm nhiều video clip mới nữa nha. Còn muốn chị Nhung và gia đình làm thêm để tiệc gì nữa hãy comment bên dưới, chị sẽ làm theo. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại chị Nhung lớp Dung.